Rồi chào các bạn đang quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Thì trong video trước khi chia sẻ các bạn cách mà sử dụng phần mềm Premiere Pro để edit video đó, thì mình có đề cập đến cái vấn đề là các bạn quay video ở cái độ phân giải cao nhất. Ví dụ như máy các bạn hỗ trợ 4K thì bạn nên quay ở chế độ 4K. Sau đó bạn sẽ về bạn edit và bạn nén nó lại cho nó xuống cái độ phân giải là Full HD mà thôi để cho cái phim của bạn được đẹp. Thì có nhiều bạn hỏi mình là À, cái lý do vì sao mà chúng ta lại phải quay 4K sau đó chúng ta về chúng ta nén xuống uh, Full HD mà chúng ta không để 4K luôn thì cái này nó có hai vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái thứ nhất các bạn hãy hiểu cho mình đó là khi mà các bạn quay phim hoặc các bạn chụp hình từ ở cái độ phân giải cao bạn nén nó xuống độ phân giải thấp thì cái phim hoặc là hình của bạn nó sẽ đẹp nha và cái vấn đề thứ hai nữa nó liên quan đến vấn đề thứ nhất luôn đó là khi mà bạn nén xuống như vậy á bạn render ra hoặc là bạn edit video bạn render xuất cái phim ra hoặc xuất cái tấm hình ra thì nó sẽ giúp cho cái máy của bạn nó nhẹ nhàng hơn đặc biệt là những bạn mà không có những cái máy cấu hình khủng các bạn biết là khi các bạn edit một cái video độ phân giải 4k thì cái máy của bạn cấu hình nó phải gọi là tầm khá trở lên khá là nhiều khi nó còn chưa ăn ai nữa nha nó còn cả giật cả giật đấy nó phải ở cái tầm dạng mà gọi là khủng thì edit video 4k nó mới đạt yêu cầu được chứ nếu mà bạn mà những cái máy mà vật và vật vờ ấy, hoặc là laptop đồ này kia bạn đưa lên mà edit 4 k thật các bạn luôn mà edit cả ngày luôn không nổi luôn đó thì đó chính là cái lý do mà mình muốn nói các bạn là quay ở cái độ phân giải cao nhưng mà về là edit và xuất nó ra độ phân giải thấp thì khi mà mình quay như vậy ấy, cái phim của mình cái phim gốc của mình ấy, chất lượng nó rất là đẹp nha chứ còn ví dụ như bạn quay ở cái độ phân giải thấp bạn về bạn edit thì cái phim của bạn ấy nó cái phim gốc ấy, cái độ phân giải nó không được đẹp Yeah. Uh, còn khi bạn quay, ví dụ bạn quay 4K đi Bạn coi phim gốc rất là đẹp Thì khi bạn nén xuống cái 1080 đó, Nó cũng bị giảm chất lượng chứ Nó vẫn bị giảm chất lượng Nhưng mà nó vẫn giữ lại được nhiều chi tiết hơn Nó giống như là bạn quay phim Hoặc là bạn chụp hình ở một cái điện thoại Ví dụ bạn chụp hình điện thoại độ phân giải là 13 chấm đi Chắc chắn nó sẽ Nhiều chi tiết hơn Và nó sẽ đẹp hơn cái điện thoại mà độ phân giải Chỉ có 8 chấm hoặc là 5 chấm Đúng không nào đó còn mình không nói đến những cái máy ảnh cơ hoặc là những máy quay cơ lớn nha đó thì uh, tiếp tục cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn cái cách mà giúp cho bạn có thể là uh, edit cái video từ độ phân giải 4K nén xuống Full HD hoặc là uh, từ 4K ra 4K luôn ok chúng ta bắt đầu các bạn nha Tiếp tục, mình vẫn sử dụng phần mềm uh, Premiere Pro CC 2019 để mình làm cái việc này Đầu tiên, ấy, nếu mà muốn edit video 4K thì bạn phải tạo ra một cái project uh, 4K Bằng cách như sau, bạn vào File, bạn chọn New, chọn Project Và chỗ này ví dụ mình lưu đi, mình lưu, mình chọn cái ổ này đi Mình tạo một thư mục riêng nhé, mình đặt tên là 4K chẳng hạn Rồi, Enter Và mình nhấn là Select Folder Rồi, những cái này giữ nguyên hết các bạn nhé Nhấn OK rồi nó đã ra được cái giao diện của Premiere Pro rồi à, Tiếp theo cái việc rất là quan trọng đó là bạn sẽ tạo ra một cái sequence à, Để nó quản lý cái việc mà edit video của chúng ta Thì bạn tiếp tục vào file, bạn chọn new và chọn sequence hoặc là control n nha Rồi để edit video 4K ấy, thì các bạn thấy là ở trong này nó có rất là nhiều cái mục ở đây thì trong những cái mục này ấy, hầu như không có cái mục nào mà nó hỗ trợ 4K hết Nó chỉ có cái mục là Red uh, R3D này Bạn mở Red R3D này ra Rồi bạn sẽ tìm đến ở đây nó có rất là nhiều loại video này Full HD rồi 1K 2K 3K 4K 5K 4K rồi 5 12 5K đủ thứ hết thì ở đây mình sẽ edit video 4K theo cái uh, chuẩn của nó Cái chuẩn thông dụng nhất là cái chuẩn uh, 3840 nhân cho uh, 2160 đó là đây là cái chuẩn 4K mà các bạn thấy rất là thông dụng trên YouTube hoặc là những cái mạng xã hội người ta chia sẻ cái định dạng video này nó có cái chiều uh, rộng là 3840 và chiều cao là 2160 đấy và cái frame rate của nó là cái FPS đấy là 30 frame thôi như vậy là ok rồi thì các bạn chọn cái mục Red R3D các bạn chọn HD 4K và chọn 4K HD đây nha HD 4K đây bạn nhìn kỹ cái độ phân giải đây nha đây này, này 3840 x 2160 này sau đó các bạn đặt tên nó ví dụ đặt tên lên là 4K và nhấn OK đó vậy là các bạn đã có một cái check uh, edit video 4k từ nay nếu như bạn uh, edit video 4k bạn tạo một cái sequence thế này bạn uh, tạo xong bạn xuất ra thì video của bạn sẽ thành 4k rồi tiếp theo thì uh, mình đã quay một số cái video 4k thì uh, video 4k này bạn có thể sử dụng điện thoại có hỗ trợ video 4k hoặc là dùng uh, những cái máy quay nói chung là bất cứ thiết bị nào mà có hỗ trợ quay video 4k bạn quay sau đó bạn chép máy tính thì ở đây mình uh, sử dụng cái điện thoại galaxy a70 của mình nó có hỗ trợ quay 4k 30 frame à, mình chép vào đây rồi, để cho các bạn coi này, cái pha gốc này của nó này, độ phân giải của nó là 3840 nhân cho 2160 này, đúng chưa? Và cái fps của nó là 30 này, rồi sau đó mình sẽ lấy một pha vào làm ví dụ đi nha đây là một pha này, Mình kéo vào đây làm ví dụ cho các bạn coi này, đó. Thì nếu như mà bạn tạo đúng cái project 4K và cái sequence 4K thì khi mà bạn kéo cái phim này xuống cái thân timeline á thì cái này bạn cứ giữ keep Assetting đi nha. Rồi, bạn kéo xuống đây á là tự động nó sẽ bung ra đầy đủ cho bạn. Còn ví dụ như bạn quay 4K mà bạn tạo cái project 1080 thì khi mà bạn kéo xuống cái hình này nó sẽ bị phóng to lên. Để phóng to lên và bạn lúc này bạn chỉ phải bấm chuột phải ở đây và bạn chọn là scale to frame size. Đấy còn nếu mà bạn đúng á thì bạn ấn scale to frame size nó không có một cái hiệu ứng gì hết, nó không có tác dụng gì hết. Tại vì nó đã đúng cái kích thước của nó rồi. Thì bạn có thể edit video uh, từ 4K xuống 1080 bằng hai cách. Một là tạo video uh, tạo một cái project 4K, sau đó bạn render ra thành 1080 thì video của bạn nó sẽ thành là 1080. Hai là bạn tạo cái project 1080 cũng được. Sau đó bạn uh, kéo video 4K vào edit và bạn sẽ scale nó lại thành 1080. Nhưng mà theo như mình thì cái cách làm đó Cái video của bạn nó sẽ không được nét bằng cái cách này đâu Cách này là bạn làm là sẽ nét nhất Đó là bạn tạo project 4K Bạn cái edit video 4K bình thường Sau đó bạn sẽ à, Nén nó xuống thành 1080 Nhưng mà cái cách này thì Nói chung là cái máy của bạn nó phải hơi khá một tí Chứ nếu mà yếu yếu là nó chạy không nổi đâu Mình nghĩ là edit không nổi Thì khi mà bạn edit 4K như vậy ấy, Để cho đảm bảo được cái máy của bạn được ngược mà Thì bạn nhìn thấy ở chỗ này này Cái góc view video này nó có cái chỗ này này bạn để cho mình là khoảng 1 phần 2 hoặc là 1 phần 4 nếu như máy của bạn mặn thì bạn có thể là có thể để là full full để lúc nào bạn nhìn cái hình nó cũng rõ này này còn nếu như bạn để 1 phần 2 thì cái phim của bạn sẽ mờ đi ví dụ bạn play này cái phim mờ đi ha, à, cái video nó sẽ mờ đi càng số càng lớn thì càng mờ đi đấy ha, mờ đi nhưng mà cái chuyện này nó chả ảnh hưởng gì đến cái video chúng ta cả thì để cho được mượt mà khi edit ấy, mình luôn luôn mình để hết cỡ luôn nhỏ hết cỡ mình tắt cái tiếng đi nha cho nó khỏi bị cái tiếng này mút đi này rồi bạn nhìn này nha Đấy. bạn thấy không cái phim nó cứ nhè nhè này nhưng mà chả hơn gì cả cái này chỉ để chúng ta nhìn thôi chúng ta nhìn để xem là cái phim chúng ta nó chạy tới đâu để chúng ta edit tới đó thôi chứ còn cái chuyện mà mờ mờ này không ảnh hưởng gì đâu nha đến khi chúng ta xuất ra cái phim nó vẫn nét bình thường thôi còn ví dụ như bạn muốn coi nó chi tiết ở cái chỗ nào thì bạn stop lại cái thì bạn thấy là cái phim nó sẽ chi tiết lại chúng ta coi này đó rồi sau khi mà bạn đã có được cái phim đây rồi ha ví dụ như mình cắt cái đoạn này đi mình lấy một đoạn ngắn demo thôi nhé. Đấy ví dụ như là mình edit xong rồi đi. Ta ví dụ là như này mình edit xong đi. Thì bạn sẽ tiến hành là bạn xuất nó ra. Bạn xuất nó ra bằng cách là vào file. Bạn chọn mình là export, chọn uh, media. Thì ở đây ấy, cái chỗ này mình uh, nếu như mà từ cái bản CC 2019 trở xuống thì uh, mình khuyên các bạn là chọn cái uh, H265 H264 các bạn nhá. H264, đó là cái uh, mã nén video ngon nhất bây giờ và nó phù hợp cho tất cả những mạng xã hội cũng như là những thiết bị đã đọc được à, tốt nhất nha H264 chọn H264 này rồi ở chỗ mà preset đây này bạn kéo xuống và bạn chọn cho mình ở cái định dạng là YouTube 4K Ultra HD nếu bạn muốn xuất 4K nha nếu bạn muốn xuất 4K luôn thì bạn chọn là à, YouTube à, 4K Ultra HD nhưng mà mình nói các bạn trước một điều đó là nếu bạn muốn xuất 4K thì bạn phải tạo cái project 4K bạn mới xuất 4K đây nha. Còn nếu như bạn mà tạo cái project 1080 á mà bạn xuất chỗ này là 4K thì bạn sẽ bị đen 4 góc nha, bạn sẽ đen 4 góc ở cái cái phim của bạn bị đen 4 góc bởi vì cái project là project nhỏ nhưng mà mình xuất 4K thì nó sẽ bị phóng to ra và bị đen 4 góc nha. Rồi, còn nếu như bạn mà làm project 4K thì bạn xuất 4K thoải mái. Thì trong trường hợp này mình đang khuyên các bạn là nên xuất xuống Uh, độ phân giải full HD. Cái thứ nhất là giúp cho máy của bạn nó không bị nặng nề khi mà bạn uh, làm video. Bởi vì bạn biết làm video nó bào máy bạn ghê lắm, cho nên là nếu như máy của bạn mà không đủ mạnh đấy thì bạn uh, mình khuyên bạn là nên chỉ 1080 trở xuống thôi. Thực chất ra thì phim 720 thôi là mắt người đã không nhận ra được rồi. Chỉ những ai mà chuyên nghiệp ấy thì người ta mới nhận ra thôi chứ còn thực ra mắt người bình thường là 720 đã không nhận ra được rồi. Đó cho nên là nếu như máy của bạn mà không phải mạnh đấy thì bạn nên làm 1080 không trở xuống thôi Thì ở đây ví dụ mình xuất 1080 này Mình sẽ chọn là YouTube 1080 Full HD à, Cái này nó sẽ tích hợp những cái bộ uh, giải mã của YouTube vào à, Khi mà bạn up lên YouTube nó sẽ được tối ưu hơn nha. Yeah. Và bạn sử dụng những cái thiết bị khác nó cũng ok, nó không ảnh hưởng đâu Thì ở đây mình sẽ chọn là YouTube 1080 Full HD Như thế này Rồi cái tiếp theo cái Output Name này, cái chỗ này là bạn uh, bấm vào đây để bạn lưu chỗ nào này Thì ở đây mình để mặc định luôn rồi thì bạn sẽ thấy ở đây này Nó nén xuống này 1920 không thấy không Mặc dù là project của chúng ta là 4K Nhưng mà khi mà xuất ra xong nó sẽ là Full HD Cái việc còn lại là bạn nhấn vào nút export cho nó xuất ra Mình sẽ xuất ra nha Export này Nó ta chờ các bạn Mình làm demo một khúc thật là ngắn thôi Để cho nó đỡ mất thời gian Cũng như là cái máy nó không bị ị ạch các bạn nhé Chứ nếu mà cái này mà các bạn làm thì nó sẽ bào máy các bạn ghê lắm Rồi, nó đã xuất xong. Bây giờ mình mở đây bạn coi nè. 4K. Ồ oh, nó nằm chỗ nào ta? Rồi không biết nằm chỗ nào luôn. Đấy, nếu mà các bạn xuất các bạn biết nó nằm chỗ nào thấy không? Lúc nãy mình mình quên mình chưa chọn cái chỗ uh, kia rồi. Đây mình vào lại này, nếu các bạn không nhớ các bạn vào lại nha. Các bạn vào lại export media. Rồi các bạn bấm vào chỗ này này, nó sẽ ra cái chỗ chúng ta lưu. Đó, nãy mình rồi nó vào cái chỗ test này rồi. 4K này. Rồi, mình uh, cắt nó qua bên cái chỗ này đi, mình để đây bốn uh, 4K này Mình để nó bên này đi Coi cho dễ nha Rồi bây giờ mình mở cái video lên cho bạn coi này Cái video sau khi mà render lên xong á Bạn thấy này Đó nó nén xuống 1920 1080 này bạn thấy không 30 frame Đó thấy không Nó sẽ nén cho bạn Ở độ phân giải này Và bây giờ mình sẽ co mở phim cho bạn coi này Đó Bạn thấy là cái hình ảnh nó vẫn rất là nét Nha, rất là nét bởi vì khi mà chúng ta quay ở độ phân giải 4K á, là nó rất là nhiều chi tiết luôn. Cái phim nó rất là nhiều chi tiết và nó sắc nét lắm. Khi mà chúng ta nén xuống 1080, cái độ phân giải nó bị bóp xuống nhưng mà chất lượng nó không bị giảm bao nhiêu cả. Thì đây chính là cái lý do mà mình khuyên các bạn nên quay độ phân giải cao nhất. À nếu như có hỗ trợ 4K thì cứ quay 4K đi rồi về edit rồi nén nó xuống thành 1080 thì cái phim của bạn lúc nào nó ở độ phân giải tốt nhất và cao nhất. Xin chào các bạn thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong cách cách mà giúp cho bạn có thể là quay một cái đoạn video ở độ phân giải cao nhất, à, ví dụ là 4K hoặc là 2.7K gì đó, nói chung là cao hơn Full HD mà bạn nén xuống Full HD mà vẫn giữ được cái à, chi tiết cũng giống như là cái độ phân giải tốt nhất cho cái những cái phim của bạn được đẹp nhất thì à, cái video này mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha Bye bye. Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.